Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp luyện từ và câu lớp 3, bài Nhân hóa, ôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Ở tuần 23, chúng ta đã học tiếp luyện từ và câu bài Nhân hóa, ôn cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức bài cũ nhé. Em hãy nêu các cách nhân hóa mà em đã được học. Các con nhớ và hãy nêu lại. Bây giờ cô sẽ giúp cho các bạn nhớ lại nội dung của câu hỏi này nhé. Có 3 cách nhân hóa. Thứ nhất là gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con người. Thứ hai là tả sự vật bằng những từ dùng để tả người. Thứ ba, nói với sự vật thân mật như nói với con người. Các con nhớ nhé, để chuẩn bị chúng ta bước sang bài học ngày hôm nay. Bài nhân hóa, ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Để giúp các con tiếp thu kiến thức của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số bài tập sau. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 61 ra. Bài 1. Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật, con vật nào, cách gọi và tả chúng có gì hay. Những chị lúa phất phơ biếm tóc, những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. Đàn cò áo trắng, khiêng nắng qua sông, cô gió chanh mây trên đồng, bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi. Trước khi làm bài tập này, các con hãy kẻ phiếu luyện tập này vào trong vở nhé, để chúng ta cùng thực hiện bài tập số 1. Sau khi kẻ xong, các con hãy làm theo các yêu cầu trong phiếu trong thời gian là 5 phút. Nào, cô mời các bạn thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem kết quả của bài tập 1 này nhé. Tên các sự vật và con vật là các bạn cùng nhau dò kết quả xem của kết quả xem kết quả của cô với con có giống nhau hay không nhé. Tên các sự vật con vật đầu tiên là lúa, hai là tre, ba là đàn cò, gió, mặt trời. Bạn nào đã làm đúng ở cột thứ nhất rất là tốt, bạn nào mình tìm chưa đúng thì mình sẽ viết lại nhé các con. Rồi, các sự vật con vật đó được gọi và tả bằng những từ ngữ nào? Sự vật là lúa thì được gọi bằng chị. Và các sự vật con vật đó được tả bằng những từ là phất phơ biếm tóc. Sự vật là tre được gọi là cậu và được tả bằng những từ ngữ là bá vai nhau thì thầm đứng học. Con vật là đàn cò và được tả bằng những từ ngữ là áo trắng, khiêng nắng qua sông. Gió được gọi bằng cô, được tả bằng những từ ngữ là chanh mây trên đồng. Mặt trời
được gọi là bằng bát, được tả bằng những từ ngữ là đạp xe qua ngọn núi. Như vậy các con hãy kiểm tra lại xem mình có làm đúng như kết quả của cô không. Bạn nào làm đúng, rất là giỏi, cô có lời khen. Còn bạn nào làm chưa đúng hoặc làm chưa kịp thì chúng ta có thể thực hiện lại nhé các con. Và cách câu B, cách tả và gọi sự vật, con vật như vậy có gì hay? Câu trả lời của cô là cách tả và gọi sự vật, con vật như vậy làm cho các sự vật, con vật trở nên sinh động hơn, gần gũi với con người hơn và đáng yêu hơn. Đây là những hình ảnh mà các sự vật được tả bằng những từ ngữ mà chúng ta vừa được tìm được trong bài. Các con hãy cùng với cô xem nhé. Đây là những chị lúa phất phơ bím tóc. Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. Đàn cò áo trắng khiêng nắng qua sông. Chị gió chanh mây trên đồng. Bác mặt trời đạp xe qua núi. Bây giờ chúng ta bước tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2, tìm và gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Ở bài tập này, các bạn sẽ dùng thước và bút chì thực hiện luôn vào trong sách giáo khoa. Các bạn chỉ thực hiện câu A và câu C. Riêng câu B, bạn nào làm được câu B thì tốt. Nào các bạn cùng thực hiện nhé. Các bạn lưu ý cần phải đọc kỹ yêu cầu của bài. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả nhé. Bạn nào làm đúng thì chúng ta ghi đờ, bạn nào làm sai chúng ta ghi sờ và sửa lại luôn nha các con. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau sửa câu A. Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lý quá. Thì bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao, chúng ta sẽ gạch dưới vì câu thơ vô lý quá. Còn ở câu B là vì họ là những người phi ngựa giỏi nhất. Câu C là vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang bài tập số 3. Dựa vào nội dung bài tập đọc hội vật mà chúng ta đã được học, chúng ta hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu A, vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông? Câu B, vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt? Câu C, vì sao ông cản ngũ mất đà chúi xuống? Câu D, vì sao quắm đen thua ông cản ngũ? Ở phần bài tập 3 này, các bạn chỉ trả lời, viết câu trả lời vào vở thôi. Cô mời các bạn thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại xem
mình đã trả lời các câu hỏi sau có đúng ý chưa nhé. Ở câu A có hai cách trả lời, bạn trả lời cách nào cũng được. Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông? Câu trả lời của cô là người tứ xứ đổ về xem vật rất đông vì ai cũng muốn được xem mặt, xem tài ông Cảm Ngũ. Hoặc là trả lời ý khác, người tứ xứ đổ về xem vật rất đông vì ai cũng muốn biết ông Cảm Ngũ vật hay ra sao. Bạn nào thực hiện đúng thì tốt, bạn nào chưa thực hiện đúng, trả lời còn thiếu ý hoặc sai ý, các bạn hãy xem lại và sửa lại cho đúng nhé. Chúng ta sang câu B. Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt? Ở câu B này cũng có hai cách trả lời. Thứ nhất, lúc đầu cây vật xem chừng chán ngắt vì quắm đen vật rất là hăng, lăn xả vào ông Cảm Ngũ mà vật, còn ông Cảm Ngũ thì lớ ngớ, chậm chạp, chỉ chống đỡ. Hoặc cách trả lời khác, lúc đầu cây vật xem chừng chán ngắt vì mọi người thấy ông Cảm Ngũ không vật hăng, vật giỏi như người ta tưởng. Xong chưa các con? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu C. Vì sao ông Cảm Ngũ mất đà chúi xuống? Cũng có hai cách trả lời sau. Cái thứ nhất, ông Cảm Ngũ mất đà chúi xuống vì ông bước hụt. Thực ra là ông vờ bước hụt để lừa Quắm Đen vào thế vật của ông. Cách trả lời thứ hai, ông Cảm Ngũ mất đà chúi xuống vì ông muốn dụ Quắm Đen vào thế vật làm ông mạnh nhất. Tiếp theo câu D, vì sao Quắm Đen thua ông Cảm Ngũ? Câu trả lời của cô là Quắm Đen thua ông Cảm Ngũ vì anh ta mắc mưu của ông. Hoặc cách trả lời thứ hai là Quắm Đen thua ông Cảm Ngũ vì anh ta nông nổi, thiếu kinh nghiệm, còn ông Cảm Ngũ lại mưu trí, giàu kinh nghiệm và có sức khỏe. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập này và trả lời các câu hỏi liên quan đến cái bài tập đọc hội vật mà chúng ta đã học. Để củng cố lại kiến thức của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Các bạn sẽ đọc nhanh câu hỏi và cùng trả lời nhanh. Ai trả lời đúng và nhanh nhất là thắng, với thời gian được đưa ra như sau. Số 1. Trong các câu thơ bên, câu thơ nào không dùng hình ảnh nhân hóa? Câu A. Trăng nằm ngủ giữa trời mây. Câu B. Gió tinh nghịch cuốn trăng bay giữa trời. Câu C. Trăng còn say với giấc mơ. Câu D. Gió nhẹ nhẹ thổi đôi bờ bóng mây. Các bạn lưu ý hãy đọc xem coi những câu thơ nào không dùng hình ảnh nhân hóa với thời gian như sau. Hết giờ. Bạn nào đã trả lời đúng nè, đáp án của cô là câu D. Gió nhẹ nhẹ thổi đôi bờ bóng mây. Có bao nhiêu bạn làm đúng? Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước sang câu thứ hai. Trong các câu thơ bên, câu nào có hình ảnh nhân hóa? Câu A. Trăng tròn như cái đĩa. Câu B. Ông trăng như cái mâm vàng. Câu C. Hoa lựu như lửa lập lòe. Câu D. Làn sương lam mỏng lung linh. Các bạn lưu ý câu thơ nào có câu nào có hình ảnh nhân hóa với thời gian, các con chuẩn bị. Hết giờ. Rồi câu trả lời của cô là các bạn xem thời mình có
giống như cái đáp án của cô Hồng Nhã. Đó là câu B, ông trăng như cái mâm vàng. Bạn nào đã làm đúng được hai trò chơi này rất là tốt nhé. Là tụi con đã hiểu được bài. Tiếp tục, chúng ta sẽ bước sang trò chơi cuối cùng. Trong các câu sau, câu nào là câu trả lời cho câu hỏi vì sao? Câu A, bố mẹ Phương rất tự hào về con. Câu B, Phương là học sinh rất chăm chỉ. Câu C, Phương mang chậu cây nhỏ xíu về nhà. Câu D, Phương được các bạn yêu quý vì rất chăm chỉ. Nào, cô mời các bạn thực hiện trong thời gian như sau nhé. Hết giờ. Rồi câu trả lời của cô là Phương được các bạn yêu quý vì rất chăm chỉ. À, như vậy bạn nào đã làm đúng được giống đáp án của cô. Rất là giỏi nha. Như vậy qua cái trò chơi này các con đã được ôn lại kiến thức về hình ảnh nhân hóa và cũng như cách đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ vì sao. Từ vì sao, bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào các bạn.